vào được. Quả này lỗi bắt bách không con lùi thì chắc chắn quả này end luôn. Lính bắt to rồi ấy. Phải cãi thắng bằng được cái thằng bách quả này. Anh sai mãi lìm thế. A few moments later. Mình không quyết đoán, mình đánh thôi chứ. Thôi, bách tắt mic rồi, bách tắt mic rồi anh em. Thôi anh. Đâu, bách tắt mic đâu. Bách sai thì bách nhận thôi chứ. Trêu bách sướng thật sự. 1 minute 37 seconds later. Nhất quan điểm nhưng mà tôi chưa thể ngờ được. Nghe đây bách ơi. Nghe đây. Alo. Nghe đây. Chờ chim không nghe thấy em nói không? Ờ, nghe đây. Alo, nay mình sai, mình xin lỗi mấy anh em chim nhá. Rồi hết rồi, bye bye. Được, ghi nhận quả xin lỗi của chim. 1 2 3 4 5 6 7. Giết rồi, giết rồi, cuộc chiến nhá. Chết tiêu, quả đấy để gấu lao vào là ăn luôn. Quả đấy tại bách côn về đấy. Quả đấy giết rồi, bách không côn về gấu lao vào ăn luôn. Chết tiêu nhá. Ăn chặt. Khoan, mình đã sắp đó, từ từ ơi, đừng vào thôi. Vào được. Quả này lỗi bách không côn lùi thì chắc chắn quả này end luôn. Lính bắt to rồi ấy. Quả này bách không côn lùi thì thằng gấu vào end luôn đây này. Đừng vào thôi. Xuống bên này. À, gấu chưa hồi tốc biến. Nhưng mà gấu cũng cần hồi tốc biến đây này, đến đây là hồi tốc biến rồi này. Quả này chắc chắn vào được mà. Vào được. Và vào là khả năng là end luôn. Vào khả năng là end luôn. Long ăn này. Không bỏ được. Ôi lùi. Dao rồi. Bách không nhìn được hết đâu, Bách không nhìn được hết map đâu, lúc ấy đâu phải là map của thằng Bách. Ra đi. Đấy không phải map của nhá, cứ còn gì ở trước kìa. Bách nó chỉ muốn đồng đội từ từ lại thôi, nhưng mà quả đấy là sai. Quả red không chơi được anh ơi. Chơi được. Sao lại gấu hết chiêu, tao sẽ xem lại với thằng Bách. Ok, tao sẽ xem lại cùng với thằng Bách. Ok. Đây nha, tí nữa ta sẽ xem lại cùng thằng Bách. Tất nhiên là thằng Bách nó không nhìn hết góc được ở chỗ đấy. Tem em lúc đấy bị chia 2, team nó mới bị chia 2 chứ team em bị chia 2 chỗ nào. Đây đợi tí anh sẽ xem lại cùng em. Anh xem lại cùng em. Trước khi anh xem lại cái quả thằng rùa đó. Đừng có băng vô nha. Chơi được, anh khẳng định chơi được. Anh khẳng định chơi được, một mình gấu nó tanh mẹ hết chỗ đấy rồi. Đừng có vô chủ, trời ơi, về đây. Sao nãy mà kêu đánh là không đánh mà vô chủ. Thương. Quả kia thì mình xem rồi, quả kia mình xem mà mình không xem nữa. Đây, quả này mình sẽ xem lại quả này. Tôi vẫn đang khỏe không nhá. Đây nhá, chúng ta sẽ cùng xem lại quả này để cùng chơi Bách lại với Flash Xuân Bách nhá. Chúng ta sẽ cùng xem lại với Flash XP nhá. Chết tiêu nhá. Ok, đây thế đây đúng không? Thế đây, team mày bị chia chỗ nào? Ôi, team mày đâu có bị chia. Sao mày ngáo à? Thằng Diêu chết rồi. Gấu sắp hồi tốc biến rồi. Thật ra bỏ qua cái tốc biến của gấu đi, bởi vì chúng ta không cần biết về tốc biến của gấu. Ok, sứ mệnh cứu thế còn. Ơ, sao không chơi được nhỉ? Thằng Bách cãi cùn. Thằng Bách quả này cãi cùn. Ơ, sao không chơi được? Quả này sao không chơi được? Team mày hết chiêu chỗ nào? ADC là thằng chiêu rất nhanh nhỉ? Con Kricknack là con chiêu rất sớm nhỉ? Có mỗi mày hết chiêu. Thằng Ellie còn chiêu nhỉ? Thằng gấu còn chiêu nhỉ? Thằng gấu chỉ vài giây. Đấy, từ khoan, mình đã sắp nó, từ ơi. Đấy, thằng gấu nó chỉ cần vào chiêu 2 cái là nó có chiêu cuối, anh em nhìn thấy không? Đấy. Thằng Bách, cái cùn. Thằng Daim xanh nhất bác, anh công nhận. Nhưng mà thế của chúng nó đang bị lùa như lùa vịt mà. Ơ, lính thì đang đẩy ở đường trên nữa. Sao không đánh nhỉ? Lính đẩy được cả đường giữa, cả đường trên nữa. Sao không đánh? Sao quả này không đánh? Thằng Bách cãi cùn. Anh thề. Thằng Bách cãi cùn quả này. Sao không đánh? Trận quả này không có lý do gì không đánh à? Ô, vô lý thật. Thế 5 đánh 4, còn sứ mệnh cứu thế. Team nó đang bị dồn về một góc. Thậm chí team nó mới bị chia người bởi thằng Superman sắp chạy. Thế không hiểu sao không đánh. Gấu băng vào nhá, một mình gấu nó đỡ mẹ hết đam rồi. Thật sự là một mình. Mình khẳng định luôn là một mình thằng gấu nó đỡ hết đam rồi. Anh thề, Daim à, chào Daim nha. Anh thề quả này ai xem cũng sẽ bảo đánh đỡ động. Mẹ quả này tao phải làm một cái bình chọn, tao bỏ cái game này nhá. Mặc dù là tao đang rất quần quảng cáo. Quả này đánh được. Đánh được. Được.
Tùng này, Tùng bảo quả này bánh được. Thề, mặc dù mẹ không phải là mẹ fan Tùng đông hơn hay fan Bách đông hơn đâu, nhưng mà quả này cần phải chơi một quả công bằng. Điêu, quả này Bách cái cùn. Quả này Bách cái cùn, thật sự Tùng đéo ghi nhận quả này. Bách có thể côn tim rất hay ở trong những quả khác, nhưng mà quả này chắc chắn là Bách cãi cùn rồi. Bách, ok. Ha ha. Không đánh được. Vì đa im. Vì đa im. Quá mạnh. Ok. Chơi 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 chơi. Quả này end game mẹ luôn chứ sao lại không win được. Team này. Ok. Tao cần một cái quả gọi là, đây, tao sẽ hy sinh cái quả này để tao lấy cái này. Ok. Anh em thả A hoặc thả team cho tôi. Tôi thề luôn, có trước mặt mẹ 4.700 anh em ở đây, tôi thề luôn. Sao không đánh được? Trong cái thế nhá, bây giờ nhá, sứ mệnh cứu thế còn, mẹ Ellie còn chiêu cuối. Bách gà. Cho biết tem em TV gà lắm, đánh chắc thắng. Thề cái thế đang chạy đúng kiểu chạy cong con mẹ nuôi, thằng gấu nó đuổi đến nuôi. Mà thằng gấu nó hồi chiêu rồi, có phải không hồi chiêu đâu. Thằng gấu nó chỉ cần chiêu một lướt vào, xong rồi nó quay tay tứ nguyệt chảm, tụ nguyệt chảm phát là chết mẹ hết rồi. Xong rồi tụ nguyệt chảm lần hai nó có tốc mẹ biến rồi, chứ không phải là, đây là anh đang nhìn góc độ trung lập thì anh còn biết là thằng gấu nó sắp có tốc biến rồi nữa luôn. Sao không đánh được? Sao bốn này? Chúng mày chơi kiểu gì đây? Chơi kiểu cây phát đông à? Vô lý nhở? Chơi kiểu... tao... Lần đầu tiên tao thấy tức như thế này. Chúng mày cây phát đông à? Chúng mày cây kiểu đông phát, chúng mày bắt nạt à? Ôi... Đi cụ... Ôi 400 cái ha ôi... Ôi... Anh thề, anh nhìn thế rồi, thế của mày chỉ có mỗi một mình mày vào sau, còn ai vào sau nữa? 4-4 được mà. Thằng ADC nó được vào sau. Thằng vào trước được vào trước, thằng vào sau. Anh càng nói nhìn thế, anh càng thấy thằng Bách nó sai ấy, thề. Tao càng nhìn thế, tao càng thấy thằng Bách nó sai, rõ ràng không? Thế là thế, chúng mày đang công lên, chúng mày đang đuổi chúng nó về. Thằng Đa Im đang chạy tụt mẹ quần. Đây, thằng Bách nó cãi rồi, thằng Bách nó cãi thật rồi. Đây. Đây, tao nghe đây. À, em phân tích cho anh nhá. Đây, tao nghe mày phân tích đây. TV đang chuẩn bị chết đúng không? Đang chuẩn bị được chết đúng không? Đúng. Con Kling đắc con Zena là con dồn đam. Anh dồn phát một combo. Thì lúc ý là, lúc đi ở bên phía ấy thì nó có anh gấu với cả ADC thôi. Còn em với thằng Ellie là bị ở bên kia rồi, ở cái chỗ giữa mid thôi. Thì em, anh phải nhìn tiền thằng giái em lúc ý nữa, anh phải mở trận đi lên. Đồng ý, anh biết là tiền của nó to nhất team, anh đồng ý. Nhưng mà mày nhìn, bây giờ mày cứ nói đi, mày nói xong ý mày, anh nói đi ý anh. Nhớ ví dụ anh gấu với cả gì nhỉ? Với cả thằng ADC lao vào. Không, anh gấu lao vào thôi, không chưa cả thằng ADC, ADC là vào sau. Thằng này em nó bắn chết ngay. Mày bắn chết tao là gấu. Anh không hiểu con teo nát là con bắn anti tank chứ không phải là con bắn AD bình thường. Mày cứ nói đi, mày cứ nói xong ấy. Ở cái góc nghĩa là em với thằng Ellie là không được chơi rồi. Bây giờ nhá, xong chưa? Mày nói xong chưa? Mày xong ý mày chưa? Rồi. Ok, thế bây giờ anh nói ý anh nhá. Mày nhìn thấy thằng Ellie có tốc biến không? Thằng Ellie có tốc biến nhưng mà nó vẫn độ đam. Từ từ, anh phải nói xong với mày đã chứ. Mày nói xong rồi bây giờ phải đến anh nói. Bây giờ thằng Ellie có tốc biến đúng không? Còn nguyên chiêu đúng không? Còn cả chiêu cuối. Thằng Pro E còn chiêu cuối mày biết không? Mày biết, chắc chắn mày biết bởi mày đánh ở trên mạng trên mà đúng không? Đúng. Em thằng chiêu. Thằng mày là hết chiêu rồi, mày là chỉ có chiêu 1, chiêu 2 thôi. Mày chạy đến đây chắc chắn mày có chiêu 1, chiêu 2. Rồi. Team mày hơn một người đúng không? Rồi. Đúng không? Thằng ADC là thằng hồi chiêu rất nhanh, thằng gấu và thằng ADC đều là thằng hồi chiêu rất nhanh đúng không? Đúng. Như vậy team mày chỉ có một mình mày là không có chiêu, còn team nó thiếu một người. Tiền ở thời điểm hiện tại là bên nó có 46.900 tiền. Nhưng mà từ từ, để anh nói xong đã, để anh nói xong đã. Team nó có 46.900 tiền, team mày có 46.000 tiền, tức là tiền cân. Đồng ý không? Team mày có hơn chúng nó một cái sứ mệnh cứu thế của con Chanel. Bây giờ nhá, anh sẽ chạy, anh sẽ tua cho mày xem này. Bắt đầu nhá, thằng gấu chỉ cần băng vào. Đúng không? Thằng gấu băng vào, sứ mệnh cứu thế đáp xuống. Thằng gấu đá tứ nguyệt chảm luôn, bởi vì thằng gấu đã ở dạng song đao đổi sang dạng đại đao, sau đó nó đá một quả tứ nguyệt chảm, sau đó đá thêm một quả tụ nguyệt chảm nữa, thậm chí nó còn hồi được cả tốc biến để nó đá cả tụ nguyệt chảm cộng với tốc biến rồi. Nên là chắc chắn là quả này đánh được. Còn anh khẳng định luôn là mày đánh
Hòa không có vấn đề gì cả, tức là anh đã nói là nếu mày đánh cân bằng thì mày vẫn ăn được rồng, tức là mày vẫn có lợi thế đúng không? Nhưng anh khẳng định luôn quả này vào đá chỉ cả anh tim. Ấy vừa 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 đổi dạng quá. Đây nhá. Bây giờ anh sẽ cho mày xem quả này nhá. Anh sẽ anh đấu anh vừa đổi đây. Dạng xong. Mày mày vẫn đang bật xem đúng không? Mày vẫn đang bật xem đúng không? Không, em không xem đâu, em đang ngồi tiêu chứ. Ồ, thế á, thế mày không xem được thì làm sao mà tao có thể em nói vẫn nhớ mày mà. Đây nhá, tao cho tất cả khán giả xem vậy đây, gấu này. Ok. Gấu đá tự nhiên trả mày. Ok, gấu chưa hề đổi dạng nhá, gấu đang ở dạng song đao nhá, gấu đang ở dạng song đao nhá, mày nhìn này, gấu đặt ra chiêu hai phát này, đấy nhá, tao nói nhá, gấu ở dạng song đao, nhìn thấy giữa thằng Da Im nét với thằng Chobit phát, gấu bật ra cái chiêu hai là cái phi tiêu vào giữa thằng Chobit nhá, thằng Chobit phải bật chiêu cuối nhá, xong rồi là gấu lùi về luôn và sau đó thì gấu đổi dạng luôn sang đạn đại đao, tức là hoàn toàn lúc đấy gấu có thể chiêu một vào thằng Chobit và chiêu hai chiêu một lần hai vào thằng Da Im. Đồng ý không? Rồi, thế chia một lần hai và thằng Đại Im xong nó chỉ cần đá tứ nguyệt trảm thôi là chắc chắn thắng rồi. Anh khẳng định không có cửa thua tức mày. Là anh không hiểu à, tức là em với thằng Ellie không gây đam được thì tức là mày... thằng Timmy nó sẽ hồi sinh. Mày không nhìn được là mày với thằng Ellie đều gây đam được và thằng Ellie thậm chí nó còn có thể gây đam sau đúng một giây. Đây nha, bây giờ tao sẽ chụp cái ảnh này tao gửi cho mày. Tao phải chụp cái ảnh này tao gửi cho mày, tao phải cãi thắng bằng được cái thằng bách quả em này. Thề, anh sai mãi lìm thề. Anh thề là mày không em nhìn, đây nha, anh còn đang chụp sẵn cái ảnh. Nhiều. Tất cả các bạn khán giả đều có thể nhìn thấy là một quả tốc biến kết hợp với lại cả chiêu cuối là thằng Da Im gây thằng Ellie gây toàn bộ đam vào thằng Da Im luôn. Thậm chí là cái góc đi của thằng Ellie còn góc đi rất đẹp luôn. Cái thế này không phải là thế mà team mày bị chia người, thế này là thế bánh mì kẹp thịt em ơi. Đậu phộng. Thế này gọi là thế bánh mì kẹp thịt. Mẹ quả này ngồi phải cãi nhau bằng được với thằng Bách đây. Bây giờ tao sẽ phải chụp cái ảnh này tao gửi sang cho thằng Bách. Đéo tin được. Ừ, đây thầy. em mở bản giải ra xem, đừng xem mixtape. Mẹ không hết được. Không phải xem mixtape xem quả này được rồi đây, mà. Em phân tích cho anh nhá. Đồ anh phải xem giải anh mới biết thằng Ellie lúc thì nó chim bộ 7k tiền, 8k tiền, thằng giá em nó full đồ rồi nó còn full tà ma nữa. Mẹ, sao phải tàn ác thế này với anh ấy nhở, mày phải hiểu không là như này này. Anh phải hiểu chất tướng, anh làm sao anh hiểu chất tướng được. Anh khẳng định 100% quả đánh như thế này chắc chắn team mày thắng. Đây là dưới góc độ chuyên môn của bản thân anh, đến thời điểm hiện tại anh khẳng định 100% là team mày thắng. Bây giờ nhá, anh nói anh với mày nhá, cái quan trọng là mày cứ khẳng định là bởi vì tiền nên là bọn mày không đánh được, nhưng trong khi là team nó có 46.900 tiền và team nó đã mất đi 6.000, 7.000 tiền, 8.000 tiền vì thằng Toto chết đi rồi, là team nó còn có 30 mấy nghìn tiền, thiếu một người, trong khi team mày có 46.200 tiền, team mày thua chúng nó 700 tiền, mà team mày bảo là team mày bị outdo, không thể outdo được, trong khi thằng Cấu còn có thể đáp vào được. Anh từ em nói xem, em xem lại file á. Mày xem lại, mày xem đến cái đoạn mà thằng Chobit bị thằng Gấu dùng cái chiêu 2 vào người ấy, mày sẽ thấy là không thể thua được. Đúng không? Nếu thằng Gấu dùng một chiêu 1 vào và sau đó dùng một chiêu 1 lần 2 vào chỗ thằng Da Im, mày cứ thử nghĩ thử xem có thua được anh không. Anh còn chưa tính đến cái giai đoạn là con Timmy nó hồi sinh và thằng Superman nó đang ở sau bọn em. Anh buồn cười đấy nhỉ? Mày buồn cười nhỉ? Cái thằng Superman nó có muốn làm cái đéo gì chăng nữa thì trong cái thế đánh đấy thằng Da Im cũng không được bắn. Anh khẳng định luôn, bởi vì thế của bọn mày là thế bánh mì kẹp thịt. Thằng Da Im thằng Superman nó chỉ có thể ủi được thằng Gấu mà cũng không ủi được thằng Gấu, bởi vì thằng Gấu sẽ dùng tụ nguyệt trảm, mà thằng Gấu chắc chắn phải dùng được tụ nguyệt trảm bởi vì là con thằng sẽ đéo. Em bảo anh ạ, thế bánh mì kẹp thịt là gì? Nếu mà anh Gấu thay vào em và em anh Gấu thay vào chỗ em, anh Gấu đi cùng Ellie chỗ ý. Mày thì... mày đòi kẹp mà lại còn phải kẹp sandwich. Không mày phải, đòi... anh không hiểu, tức là hai thằng chủ lực của em sẽ không bao giờ làm gì được thằng này em lý. Sao lại không làm gì được? Tất cả các bạn khán giả nhìn vào mình, sắp quả này sắp có làm gì được thật đấy. Em có cái cãi là không em làm gì chiêu được rồi. Không chịu đấy. Thằng AD nó còn nguyên từ chiêu. Từ anh để em nói là bây giờ nhá, một thằng AD, tức là AD có hai dạng, nhưng mà con AD nó sẽ làm một dạng khác. Con AD làm dạng bì đường, nhưng mà lết tiên sẽ không khỏe bằng con teo nát lúc đầu không phải là dạng, cũng là thôi, dạng bì đường. Tao không cãi với thằng Bách nữa, tao không cãi với đội trưởng Bách nữa. Đội trưởng Bách tao ghi nhận cái quả trước đấy là quả đội trưởng Bách đánh rất hay. Bây giờ tao xin phép được tắt bích của đội trưởng Bách, tao gọi cho đội trưởng ban pick Pro E, sau đó gọi cho đội trưởng áo Trần Ngụy Gia Quy, tao sẽ phải làm rõ quả này xong rồi tao mới đi ra quả khác. Không thể chấp nhận được thằng Bách nó kiểu thề. Anh phải nhìn hết, tức là em hết anh... chiêu rồi, tức là lúc em vô dụng rồi đấy. Chính anh vì anh không? Nhìn hết chắc anh chắn ơi, anh đang bảo là thằng Ellie sẽ ulti tốc biến con Teo nát. Không phải là thằng Ellie sẽ vào ngay, mà thằng Ellie nó sẽ đi bộ vào, nó tự cảm nhận được. Thằng Ellie là thằng tự cảm nhận được, bởi vì là như này này, chỉ cần thằng Gấu nó thì lao vào có tin nhờ, em nhớ nhớ. Tại vì mày không xem, bây giờ sao mày không, em nhớ lúc ý em nhìn mà. Thế mày có nhìn thấy cái tình huống anh đang để ở trên màn hình không? Em nhớ
Đấy, thế thì bây giờ cái tình huống nó để trên màn hình thì bây giờ chỉ cần thằng cấu nó vào chiêu 1 lần 1, vào con Timmy, và vào chiêu 1 lần 2, vào con theo Anas, và sau đó thì thằng Proe đã xuống với sứ mệnh cứu thế. Anh thề luôn, quả này nếu mà thằng Proe mà bắn được, à nhầm, thằng Daim mà bắn được chết thằng gấu nhá, anh thề chặt mẹ đầu anh đi, thật, chặt mẹ đầu anh đi. Bởi vì quả này nhá, riêng thằng gấu nhá, nó còn phải đỡ đam đến khi mà bọn em chết hết rồi thằng gấu chưa chết. Bởi vì là thằng gấu có huân chương choi, con Daim, con theo Anas là con bắn tanh rất tốt, anh đồng ý, nhưng mà nó không đồng nghĩa với việc là bắn con Yena với huân chương choi này dễ, quá khó luôn, chưa kể thằng Proe còn sứ mệnh cứu thế để đáp xuống. Mày về mà xem lại, mày xem lại, còn tao sẽ gọi cho đội trưởng Proe đấy. Và tao thề, tao gọi ngay cho đội trưởng Proe đã, từ đã. Bao nhiêu nhỉ, để tìm mãi cho thấy. 15 phút 27 giây của Mixtech, của trận đấu đấy. Trận đấu đúng không? 15 phút 26 giây đi, mày tìm 15 phút 26 giây đi. Quả này phải khắt anh em ạ, vậy mình không thể thua nó một cái quả, vậy nó cãi quả này, đúng là quả đội trưởng Bách cãi quả này không thể chấp nhận được. Từ đội trưởng Bách vẫn đang muốn cãi, đội trưởng Bách. À, em phân tích cho anh à. Rồi. Thằng Teo nhá. Đó. Nó đang 11k8 tiền. Được. Kundo, được. Được. Ờ được. Còn thằng bây giờ mày có cần em. Bây giờ mày có cần anh với mày cùng vào xong rồi test xem nó bắn bao nhiêu quả thì chết một con Yena có tụ huyết trảm không? Không, đây từ từ. Thằng Hayate nhà em, anh không phải nhìn được một phía ở chỗ anh đâu. Mày nhìn thấy thằng Hayate nó đang đứng ở một cái góc thoáng phát cái đấy không? Đây, từ từ. Nó thoáng không? Thằng Hayate có thoáng không? Anh hỏi thật có thoáng không? Thế cái đam ổn vãi cả đấy. Đéo hiểu kiểu gì anh em ạ, đéo hiểu kiểu gì. Hôm nay cãi nhau bằng xong cái kèo này đã rồi, chúng ta giải quyết kèo tiếp theo. Thật sự đấy, hôm nay chúng ta phải cãi nhau bằng xong cái kèo này đã, đéo hiểu kiểu gì. Tôi đã phải bỏ luôn cả cái game quảng cáo của tôi đã đéo thèm quảng cáo rồi đấy. Đây nhá, anh mở giải, anh xem, anh xem lại cái hình của anh gấu vứt đúng không? Anh gấu vứt chiêu 2 đúng không? Đúng rồi. Mày xem này. Thằng Chiến là lúc yêu đang đây. Đúng rồi, thằng Chiến nó sắp hồi chiêu cuối rồi, thằng Chiến đã hồi chiêu cuối rồi. Nó đang farm bot. Ờ nhưng mà nó hồi chiêu cuối rồi em. Hả? Nó hồi chiêu cuối rồi. Nó hồi chiêu cuối rồi nhưng mà bây giờ nhá, ví dụ nhá, bây giờ thằng Timmy, anh giết Timmy đúng không? Nó còn tốc biến đúng không? Anh đâu bảo là giết Timmy, thằng gấu nó sẽ lao chiêu 1 lần 1 vào thằng Timmy. Anh lao vào, anh phải giết thằng Timmy được trước thì anh mới giết được thằng Daim chứ, bây giờ anh nghĩ gì mà giết thằng Daim. Em ngáo à, cái quan trọng ấy không phải là giết nó, chỉ cần nó phải dùng giáp hồi sinh nhá, là thằng gấu nó tụ nguyệt trảm đứng ở đấy thì cứ kể cả bố thằng Daim không làm gì được. Daim mất tốc biến rồi em biết chưa? Quả đấy là nó tốc biến ra là mới đứng được ở góc đấy đấy. Đúng không? Nó tốc biến ra là mới đứng ở góc đấy. Bây giờ em anh cứ thử hỏi em nhá. Bây giờ nếu như em giết được thằng Daim nhá thì kể cả khi nó hồi chiêu lại. Gì? Thằng VZ đứng trước mặt chẳng lẽ nó không biết dùng chiêu 2. Khổ quá. Nó có dùng bất kỳ cái chiêu nào ấy thì cũng không ngăn được con Yena. Anh khẳng định ngăn kiểu gì? Anh Yena. Cái gì? Anh phải lao chiêu 1 vào cứ rằng đúng. Thế thì bây giờ anh mới bảo vậy nhá. Nó lao bây giờ. Đây để em nói rõ ra chiêu 1 con Yena cơ thế hoạt động như nào nhá. Anh ăn chiêu 1 vào đúng không? Đúng. Có một lần nó lướt vòng tròn người đúng không? Là lúc đúng. Anh đéo dùng lực chiêu. Đúng khổ quá nhưng mà có điều là nó trơn như con trạch ấy. Nó trơn như con trạch ấy. Thề. Nhưng mà em hỏi anh con vê rác để làm gì? Đậu phộng. Sao lại cứ Ferret để làm gì? Anh hỏi mày nhá, cái con Gen, cái con Ferret ấy, nó mày mày có công nhận là nó có cái cơ chế dùng chiêu 1 2 lần liên tiếp không? Cái con Gena nó có 2 lần chiêu 1 liên tiếp, đúng không? Sao? Ờ, thằng Proe nó call cho ai đấy? Thôi để tao call cho thằng Proe phát nào, để tao nghe xem nó nói cái gì vắt. Tao đang nghe thấy thằng Proe nó call cho ai đấy, nhưng mà tao đéo biết là nó đang call cho ai. Tao không thể sai được quả này, thề. Sao mà chúng nó vẫn có thể thả tim nhiều, thả ha ha nhiều hơn tim được nhỉ? Thề, thề này, cậy phép lao thật vào. Sự. Ui. Anh cũng lao vào, thằng Daim nó còn đang bật chung một. Ui, địt mày, anh thề với mày, không có một cửa bật nào cho tim thằng Daim đấy. Ví dụ nữa, anh thằng Daim mày vào đây, mày nói cho anh, thằng Daim mày, cho anh hỏi thằng Daim phát là mày có cảm nhận là cái thằng Daim có ở đây này. Thằng Daim mày... Bây giờ nếu bạn đây đó, anh mở giải ra, đấy anh mở giải ra, em nhìn cho nó thế. Mở giải ra, đấy, cay cay thật sự ấy, tao tôi thật mở giải ra anh mới thấy rõ, anh cứ xem một cái mic check làm gì, anh không cần biết là anh xem ở đâu nhưng mà góc nhìn của anh là đủ để anh nhìn toàn bộ thế trận rồi, anh khẳng định là như vậy. Mở giải ra đi đấy, anh đang mở giải đây, anh đang mở giải đây, mày muốn mở cái gì thì mở. Phút 1 tiếng 43 phút 26 giây. Từ từ, bao nhiêu, 1 tiếng bao nhiêu phút? 1 tiếng 43 phút 26 giây, nhớ cái link HTML. Tao chịu rồi, mẹ hôm nay tao đang định làm mic check 1 tiếng xong rồi tao chơi game thế này thì lại mất hết rồi. Đấy, mở đúng cái giây cho em. Từ từ, đợi tao một tí. Ngồi nghe em nói thôi. Được, tao sẽ ngồi nghe bằng hết câu của mày nói, nhưng tao không bao giờ thì phải thừa nhận một thế trận 5 đánh 4 có sứ mệnh cứu thế này không đánh được. Tao không bao giờ thừa nhận, thề.
Không thể nào mà thế nhận 5 đánh 4 kết hợp với sứ mệnh cứu thế này lại thua được. Thề, trong khi gấu có cả mẹ huân chương choi, gấu gần full đồ mà lại thua được. Gấu có bao nhiêu đồ mày nhìn cho tao, gấu có bao nhiêu đồ quả đấy. Cũng bao nhiêu đồ quan trọng anh, cũng mở đi. Đây, tao đang tìm đây, bây giờ tìm đéo nổi đây. Đậu phộng. Nó ở đâu ta? Mày gửi link cho tao đi. Đây, 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 link đây. À, link em đang xem máy đang leo ly. Gửi cái link anh tìm chữ Y, chữ IGB, Gaming VS Team Flash á. Không được. Cái link mà tách riêng ra ấy, chứ không phải là cái link ấy đâu. Như không nhầm đã phải cầm đến gần. Mà gì nhỉ? Mà trong trực tiếp đâu. Trận này, đây rồi, đây trận này này. Tôi chết rồi. Trận 4. Đây là trận 3 đúng không? Đây trận 3 đúng không? Trận đấy anh tìm 1 tiếng 43 phút. Không được, bởi vì là tao đang tìm cái link này, link tổng hợp của cả cái trận đấy. Đây từ từ đã. Có cái link. Mày muốn tao xem, đây rồi, mày muốn tao xem tình huống nào? Đấy, anh cứ tua đến, anh mở cái link HTVC, rất khó để phòng. Gaming VS Team Flash vòng 4 ngày 1 tháng 3 Viettel 5G. Tao thề nhá là thằng Bách kiểu mẹ kiểu nó được cậy fan vãi trưởng, xong mẹ fan nó thả ha nhiều thế mày điêu thật sự. Tao đéo chấp nhận cậy được. Cậy fan, không cậy fan, anh không cứ mở đi, anh phải nghe em nói. Em từ nãy giờ nó nói gì đâu. Mày nói đầu tiên xong bây giờ về em nói là em có cơ sở. Ờ được. Anh sẽ xem. Nói được hết, anh đã bảo. Anh sợ cái đéo mà anh không xem. Đây. Đây, quả này là quả, đây chính là quả này đây. Mày muốn tao xem giây thứ bao nhiêu của trận đấu? 15 phút bao nhiêu đây? 1 tiếng 43 phút. Không, tao đang hỏi là giây của trận đấu, thằng này sao nó không hiểu vấn đề giây của trận đấu. 26 giây. Tiền phòng đang ở cánh dưới, tôi tờ mất quá nhiều máu. Và lại là đấu trận này lần này chỉ có 2 người thôi. 25 26. Có tim. Anh mở đúng 1 tiếng 43 phút. Đấy, mày nhìn thấy gấu chưa? 25 giây cho em. Đúng, đúng. 15 phút 25 giây tao đang ở đấy đây. Rồi nhá. Rồi, nhá. Đâu rồi? Anh nhìn chưa? Đúng 25 giây chưa? Đúng rồi. Bây giờ anh nhìn anh gấu đúng không? Đúng rồi. Anh gấu đang ở dạng song đao. Đúng rồi. Rồi, anh gấu lúc này. Chiêu 2. Anh chiêu 1. Không, đây thứ anh gấu lúc này vừa mới đổi dạng được một lúc đúng không? Anh nhìn cái thanh đỏ kìa, thanh đỏ lộ dưới thanh máu anh gấu kìa. Đúng chưa? Thì bây giờ một trường hợp là anh gấu sẽ lao quy vào thằng đúng rồi. Đúng rồi. Và thằng Teonat. Đầu tiên là dùng chiêu 2, sau đó là leo quy. Thì bây giờ thằng Timmy, chắc chắn là anh gấu không chuyển dạng được. Em thề phát này không bao giờ anh gấu chuyển dạng. Sao không chuyển dạng được khi có thằng Broly ở đấy nhở? Ơ hay. Bị stun. Mày buồn cười nhở, cái chuyển dạng liên quan đến việc stun, nó chỉ cùng lắm, nó chỉ bị delay 1 giây. Không có chiêu, anh không hiểu. Bây giờ anh nói với mày nhá. Mày bây giờ mày như này nhá, bây giờ mày xem, bây giờ mày bây giờ mày đang ở giây thứ 15, 26 đúng không? Bây giờ nhá. Em này, anh nhìn em này. Nhìn đúng 25 giây. Đúng rồi, 25 giây. Anh nhìn em nhá, anh nhìn cả em này. Em đang ở mid, em trưởng quy vào cái con lính đúng không? Rồi, đúng rồi. Thằng Superman đang nộ Blue đang đuổi Superman đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ trong một trường hợp Blue ulti và anh gấu, Superman nó sẽ quay lại cái đường của Blue đang đứng này. Cùng lắm nó đẩy được thằng Blue. Ừ. Sao lại cùng lắm đẩy thằng Blue. Thế nó đẩy ai? Nó đẩy ai? Bây giờ anh hỏi nó đẩy ai? Thằng Ellie với cả em, làm sao mà do thằng sao mà nó đẩy được thằng Ellie với mày? What the fuck? Nó đẩy kiểu gì được thằng Ellie với mày? Bây giờ thế này nhá, bây giờ mày tua ngược bây lại 10 giây. Tính em dồn đam rồi. Bây giờ như này nhá, mày tua ngược lại 10 giây. Xong mày nó cho chạy toàn bộ cái tình huống đấy, xem nếu như không có pha côn về của mày, nếu như gấu không quay ngược người lại, thì mày xem trận đấu nó sẽ diễn ra như nào, mày biết ngay. Đúng cái tình huống ở đây mà. Tại tua ngược 10 giây làm gì anh? Mày tức là anh bảo này, mày phải xem trận đấu, mày phải xem thành một cái giải trận đâu, đấu mày hiểu không? Không để mày hiểu tại sao. Gì? Cái lúc mà anh đấu chạm một con Timmy ấy là em bảo là thôi, chứ không phải là em nói trước mic có thể nó chậm so với hình ấy. Có một thằng đang muốn gọi cho tao, nhưng mà do thằng Bách nó đang gọi nên là đéo gọi được. Thôi được rồi, tao chỉ nghe thằng ý kiến thằng Bách đến đây thôi, bởi vì tao thật sự tao không thể tin được. Thằng Chiến đang spam lính đúng không? Vào đi co đúng rồi, vào đi co. Đúng vào đi co. Mẹ, tao cần các chuyên gia phân tích vào Discord, đậu phộng. Discord Team Flash à? Khó chịu, đúng rồi, vào Discord Team Flash đây. Vào Discord, vào phòng AOV rank 1 đây. Thằng Pro E nó cũng nóng rồi, thằng Rùa nó vào nốt đây, thằng Dai vào nốt đây. Mẹ, còn chuyên gia nào nữa vào nốt đây. Đéo hiểu kiểu gì thật sự, tao nói thật. Chưa một lần nào mà tao cãi nhau thì mẹ vào đâu. Nó kiểu ức chế như thế này, đéo hiểu kiểu gì. Cãi nhau thật sự. Flash Pro E. Em ơi, vào Discord đi em ơi. Anh vào Discord rồi đấy. Đây rồi. Đây rồi. Đây, bây giờ. Đây rồi. Để em thật. Đúng. Đây, bây giờ để em nói luôn đây này. Được, em nói đi.
đầu tiên anh muốn hỏi em là tình huống này theo em là nếu đánh có thắng không đã? Đánh thắng luôn. Đúng, đánh thắng luôn. Còn thứ hai nữa là anh cũng khẳng định với em là tình huống này về không vấn đề gì cả, nhưng mà về thì không lợi bằng đấy. Rồi đánh đây rồi, đây im đây rồi. Theo quan điểm của em là tìm em đéo đánh được. Đấy, xong Bách xong rồi. Đầu tiên là nói quan điểm á. Đúng, quan điểm. Quan điểm của Bách là đéo đánh được, quan điểm của anh là đánh được và đánh thắng luôn và lùi về cũng được không sao cả, nhưng mà đánh thì lợi hơn là lùi. Đó. Bây giờ ngồi nghe đó, bắt đầu từ Proe nhá, Proe nói trước. Cái đoạn đấy là đoạn bao nhiêu đây anh? Đoạn đấy là đoạn 15 phút 25 giây. Mở cái link HTVC với em xem trận 3 của Flash với ICP lúc 15 phút 25 giây. Thời gian trận đấu là 15 phút 26 giây. Đấy nhá. Cái pha đầu tiên ấy là giết được thằng Siêu xong đúng không? Đúng. Pha này dồn lên đúng không? Đúng. Pha này đánh được tại vì lúc mà anh Gấu la vào ấy. Thì em sẽ không anti anh Gấu đâu. Mà em sẽ anti luôn thằng ADC. Đúng rồi. Lúc này thằng ADC là thằng nó có đồ nhiều nhất. Mà nó lại còn có cả chiêu cuối rồi mà. Nó có đồ hồi chiêu cuối rồi. Với cả thằng Superman ý. Anh ghi thằng Superman ý. Nó ở hang rồng rồi. Nó sao mà nó ủi được mình. Nó là thằng đang bị cô lập chứ nó không phải là tên mày. Đúng không? Nó là thằng 15 giây 26 là nó chạy xuống hàng rồi. Anh hỏi Proe nhá. Anh cũng có nói cái đéo gì, đéo nghe cái gì. Từ từ, đít mẹ thôi chết rồi. Anh nói thằng Bách là không biết. Anh hỏi thằng Proe nhá. Nếu như theo mày ấy, khi mà thằng Gấu nó chuyển sang dạng đại đao ấy, nó đỡ được bao nhiêu gram? Bị lỗi rồi. Nghe đau đầu quá. À thế á? Lỗi á. Để anh cho biết là sao. Theo như Proe thì Proe thấy là nếu như trong trường hợp mà thằng Gấu nó lao vào nó đổi được sang dạng đại đao thì nó đỡ được bao nhiêu gram? Với cả mình đã có mua kinh công mà. Phải đó vào là em chết đó anh ơi. Thằng đại im nó còn tự nhận nó chết đâu hiểu kiểu gì thằng Bách. Em tặng pin trước kìa. Thấy không? Em tặng pin còn đâu. Nó cày phản đâu. Em bảo rồi. Không chết đó. Không cần. Bây giờ nhất. Bây giờ chỉ như này thôi. Bây giờ kể cả bây giờ thằng ADC đang nửa cây đúng không? Đồng đội phản. Alo. Alo. Anh nghe. Bây giờ thằng ADC đang nửa cây đúng không? Ừ. Nó chỉ cần lao vào nó vồ thằng đại em thôi. Kể cả không chết cũng được. Nhưng mà trong cái lúc thằng Timmy nó đang mất máu ấy. Nó phải dùng anti luôn. Thì lúc đó thằng Hayate lao vào xoay luôn. Anh hiểu không? Thì lúc đấy là làm gì có thằng nào cản được thằng Hayate xoay anti đâu. Cản nó được. Đúng. Đồng đội có. Đồng đội của Bách phản đang hay vãi rồi. Nhưng mà em lại dưới góc nhìn khác. Tức là lúc mà này nhá, tao còn chưa tính là mày còn có chiêu nhá. Mày không có chiêu cuối, mày còn có chiêu một chiêu hai thằng Bách ấy. Không phải, tại vì là người xem cả người đánh nó khác nhau. Đây là bọn em đánh kiểu nó là chắc cú thì coi không bấy. Nhưng mà anh phải nói như này này, anh cũng chỉ nói với thằng Bách là quả này đánh được. Em thì quả em như này. Chứ anh không bảo là nó phải đánh. Không phải, cái khúc mà anh Gấu vứt chiêu hai bằng Timmy đúng không? Thì em sẽ là góc nhìn là anh Gấu băng vào. Cho biết một là tốc biến đánh giấm. Bởi vì anh Gấu lúc ấy chưa có ulti, chưa chuyển được dạng. Thì lúc ấy 1-2 là Bre bay vào anh Gấu. Không, mày, ông ơi, ông mày, cái tâm này anh Gấu full đồ mà. Mày nhìn anh Gấu mà xem, mày nhìn anh Gấu của mày. Mày chỉ cần tua khoảng 5 giây mày sẽ thấy anh Gấu của mày á dùng chiêu liên tục luôn. Tức là cái chiêu cuối nó hồi liên tục luôn. Anh nghe đây. Ông không hiểu à. Từ từ bây giờ anh hỏi bây giờ đứa nào đang nói đấy, đứa nào đang nói đấy. Em đồ đây. Từ từ cho. Thôi thằng Proe nói xong rồi cho thằng Sủa nó nói xem tôi nghe xem nó là bảo. Sủa em ơi. Sủa đi em ơi. Cái tình huống á là lúc mà anh Gấu ném chiêu hai ra á, coi không? Đó là cái team ATB nó đã bị tách ra rồi. Đúng rồi. Cái team đã bị lùi lại rồi. Giữ lại. Bách bị giữ lại, lúc đó anh Bách với lại Ellie đang ở phía bên ngoài nữa. Có nghĩa là Daim không thể đứng vị trí ra bắn được. Bởi vì nếu đứng vị trí ra bắn, Ellie sẽ bắn thẳng vào Daim được. Đúng rồi. Bởi vì cái góc đó Daim chỉ có thể bắn được anh Gấu thôi, chứ không bắn được Ellie. Lúc đó anh Bách sẽ hất tung lên, Daim sẽ mất cái giá hồi sinh chắc chắn luôn. Nó không thể nghe được hai góc. Mà mất giáp hồi sinh là nó chết luôn đúng không? Kể cả nó có bao nhiêu mạng, mất giáp hồi sinh là chết. Với lại chú Bách đang bị tách ra nữa, khả năng cao là chú Bách. Bây không, giờ nhá, ở trong này là có Bách ơi, anh nói với mày này, ở trong này có 3 phiếu thuận rồi. Cộng với anh là 4. Nhưng mà em ấy, em nhìn là em mới nói là những thành viên của Flash ở nhà, chứ không có ai đi xin màu vào. Anh đúng, vứt chiêu vào. Thì em thấy đằng đây em mà nó đang bật chiêu 1, tức là vừa mới bật lên luôn ấy.
Thì lúc đấy em với thằng Ellie sẽ không dám lên. Nói chung là cái pha là thằng A em phải bốn cái giáp hồi sinh thì nó mới thắng được. Đúng, nó phải bốn cái giáp hồi sinh là mới thắng được. Tao đéo hiểu thằng Bách nó nói kiểu gì mới thắng được quả này. Tao không nhìn ra một cái cửa thắng nào của thằng Da Im hết. Tao chưa nhìn ra một cái cửa thắng nào của thằng Da Im để nó bắn cả thế giới trận này hết. Em bắn không được ăn gấu đâu. Này nhá, tao còn phân tích thiếu nhá. Không giết được thằng Da Im, chỉ giết được Tobi thôi. Không, anh còn nói là tao nát mẹ luôn. Nếu mà đánh là ta nát luôn. Ăn gấu là đây em sẽ đứng vào cái góc chết. Anh nhìn đây. Cái góc mà đây em đang đứng mà lúc bật chi một á, đây em mà đứng lại bắn anh gấu một phát thôi là lúc đó Ellie và anh sẽ khép góc đây liền. Anh nói thẳng một câu nha, là anh còn phân tích thiếu, là thằng Proy nó còn biết là còn có cả cái bùa xe ra ở trong người nữa, anh còn chưa tính đó, đến. Bùa xe ra giờ không lợi đánh nhau, chỉ lợi cái hồi phục có. Thì đúng là không, thì tất cả là hồi phục gì lại nữa. Nói cái bùa xe ra là cái bùa hồi phục gì nữa. Anh bắt thua rồi. Anh giờ bắn 600, bắn cứ bắn cái số con hồn chơi choi nữa, bắn nó sao mà vào máu được của anh đâu. Tao nói thật với những đứa nào fan Flash xem ở trong buổi livestream ngày hôm nay nha, mà tao cá cược là thằng Bách thua mà đến lỗi mà đến lượt thả tim đến 700 lượt thả tim mà chỉ có 700 lượt thả ha cho thằng Bách mà chỉ có 200 lượt cho tao nhá. Ý kiến chuyên môn đã có rồi nhá, chúng mày đúng là cái lũ gọi cậy fan. Fan đông. Và đó em chết anh Bách. Và đó em chết đó. Chết à? Em chết đó. Nhưng mà anh thấy mày đang bật chung một. Đây, xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là thanh niên bắn chủ lực, thanh niên Da Im. Trong tình huống đó, thanh niên Da Im sẽ lên tiếng. em bắn anh gấu không xin nghe đâu. Anh gấu mà bật tiếng vàng, bài thứ hai là em chết luôn á. Thằng mày. Nhưng mà bác thì anh đúng lắm, anh có chuyện chắc anh. Anh ở đây, nếu hey, em bắn cái anh gấu á. Bách ơi, Bách ơi. Không cần tiếng vàng là Bách đây, ơi. Chết. Bách chỉ cần xem khoảng 2 giây sau lúc thằng gấu nó vào bùa đỏ phát là nó có chiêu rồi nhá. Thằng gấu nó chỉ cần chạy vào đến chỗ bùa đỏ là nó có chiêu cuối rồi nhá. Đừng bảo nó không có chuyển dạng, chuyển dạng ngay. Anh gấu vào. Bây giờ cần gì phải anh gấu vào. Thằng ADC vào. Đúng rồi. Nói chung là tại sao mọi người cứ nhìn vào thằng Yen em? Nói chung là tao nhìn vào là không có cửa bật. Thậm chí ADC không vào mà đây em đứng bắn 2 phát thôi là đây em sẽ chết. Bởi vì Xuân Bách với lại Ellie đang đứng ở bên ngoài. Và xác định á, một khi mà thằng ADC nó mà vào thằng Ellie có tốc biến thì nó làm cảnh à? Đâu hiểu kiểu gì. Thế, thằng Bách nó cứ vào, đầu tiên nó bảo không có chiêu. Mà tao thấy đây này, tao đang nhìn thấy có bốn thằng có chiêu, có mỗi thằng Bách nó không có. Sau khi, trong khi đó thì sau đó thì nó bảo là tại vì thằng Dayim full đồ, nó phải... Này, mà anh thua em cái 15 phút 28 đi. Thằng Ellie nó đứng ngay cái chỗ của thằng Da Im thôi kìa. Đúng rồi. Từ bắt quá nhiều máu. Và lại là một tình huống bắt hay lần này chỉ có hai người thôi. Anh chỉ có tiếp bắt mới đầu trả đầu. Mà em hỏi thằng Net và thằng Net đi. Thằng Net nó có đủ nhanh tay để mà nó vừa cả thằng Crick nó cả thằng Hanate bay vào. Mà anh hỏi mày nhá, thằng Ellie thì mẹ những cái quả như này nó mà không xử lý được nữa thì nó đéo phải là thằng Ellie, nó cũng không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp luôn đấy. Thằng Ellie còn nguyên tốc biến nhá. Ê, đéo hiểu kiểu gì. Ellie có băng nữa, Ellie có băng nữa anh ơi. Nhưng mà phát này làm gì có Crick Duck đâu. Sao đây? Còn có Crick Duck cũng thắng. Có anh gấu. Còn có Crick Duck cũng thắng anh ơi. Không cần Crick Duck cũng thắng thật. Thật. Không cần Crick Duck cũng thắng. Anh coi cái đoạn 15 phút 28 giây đi. Ellie với lại Xuân Bách đang đứng rất, đúng rồi, rất là đẹp để gây đam lên đây. Mà anh cho nó xem cái góc này rồi mà nó cứ cãi rồi. Anh thề anh cho nó xem góc này hai lần rồi mà nó vẫn cãi được. Nếu hiểu kiểu gì. Cái góc này là cái góc mà... Chưa kể chú Bách vừa mất chiêu 1 và chiêu 2 nha. Là chú Bách chỉ còn mỗi cái ulti. Là không khác gì con cờ điện chạy vòng. Tại vì ấy, cái trận này ấy, có một phát mà thằng bọn em bắt thằng VZ ấy. Thì thằng Ellie nó nhảy ra nó ulti anh, luôn. Rồi anh nói với mày này. Bây giờ anh nói mày này, anh không nói với mày là quả này chắc chắn phải đánh, quả này đánh cũng được, không đánh cũng được, nhưng quả này đánh là thắng, tất cả những người xem đều phải công nhận là đánh là thắng, bởi vì quả này hơn người, hơn sứ mệnh cứu thế, hơn bùa xe ra, hơn chiêu, và đang ở thế công, bọn mày là thế bánh mì kẹp thịt, chắc chắn đây là thế bánh mì kẹp thịt, chứ còn thế đéo nào gọi là thế bánh mì kẹp thịt. Có theo ăn nát đi và lên cái khuôn chân choi bắn nó cũng vào máu đâu. Thằng Bách nó cứ bảo là con này bắn anti tank thì đéo được với gấu ở bè đá bố chân choi. Cái khúc đó đó là không phải là chuông sóc đam cho nên anh gấu không thể chắc nhanh được. Anh tu đến cái đoạn 16 phút 13 cho em cái. Đúng rồi, 16 phút 13. Đúng rồi. Anh cứ tu đến cái đoạn đấy đi. Anh thì thằng này bắn thằng ADC mất được bao nhiêu máu? 16 phút 13. Ừ đúng rồi. Anh đang tua này. Cố gắng bắn nhưng con lính thì nó vẫn chưa triệt tiêu. Được lính siêu cấp thứ hai. Đây em bắn này. Phát sẽ làm gì đây? Chưa thể lấy ngay được bóng siêu cấp thứ ba ở trong thời điểm này được. Ui, bắn 3 phát chỉ hết cái huân chương cho em ạ.
bắn hai phát chỉ hết luôn chương trời. Không khác gì cái bùa dọc cả, nói chung là pha đấy mình vẫn là đánh được. Mình đánh chắc phú thì mình không lùi về, mình... anh đúng, anh đồng ý với Prui là lùi cũng được, phải lùi thì ăn bùa, nhưng mà quả này tiến thì có thể end game, tức là thậm chí có thể end game nếu như mà chúng nó bắn đúng không, pha này đánh được thôi, nhưng mà chẳng qua là mình không quyết đoán, mình đánh thôi chứ. Thôi bách tắt mic rồi, bách tắt mic rồi anh em, thôi anh đâu bách tắt mic đâu, bách sai thì bách nhận thôi, chứ mà có chèo bách, chèo bách sướng thật sự. Bây giờ anh bắt sai rồi là em xin lỗi anh bắt đi được ơi, anh xin lỗi nhá, anh xin lỗi bách nhá, anh xin lỗi vì bóc phun bách. Thôi tắt mic rồi, giải tán thôi, ngủ. Wow, thôi thế là tôi bây giờ mới được chơi game, tôi nói thật với các anh em luôn, thì cái drama này đúng là thành một cái drama mới, cãi nhau thì thề tôi chưa bao giờ cãi nhau với thằng nào cả, nó mẹ nó tuyển thủ chuyên nghiệp mà phải cãi nhau mệt như thế này. Tôi cứ tưởng tuyển thủ chuyên nghiệp thì nó sẽ có góc nhìn, nó sẽ thống nhất, đồng nhất quan điểm, nhưng mà tôi chưa thể ngờ được. Nghe đây bác ơi, nghe đây, alo nghe đây, chờ chim không nghe thấy em nói không? Nghe đây. Nay mình sai, mình xin lỗi mấy anh em team nhá. Rồi hết rồi, bye bye. Được, ghi nhận quả xin lỗi cuối stream. 3.300 thằng ghi nhận quả xin lỗi cuối stream về nhá. Thôi được, ra cho nữa thì thằng Bách nó cũng phải công nhận, nó thằng Bách nó có một cái này, nó sẽ công nhận, nó không công nhận mình đâu, bởi vì mình không phải là tuyển thủ. Đấy phải khẳng định. Bách nó không công nhận khi mình không phải là tuyển thủ, nó sẽ công nhận khi mà những thằng tuyển thủ khác công nhận. Đó thật là như vậy. Bởi vì rõ ràng là ở trong cái lần reaction mic check này thì mình chỉ là một cá nhân nhìn nhận vai trò dưới góc độ là vợ ngủ ngon nhá, I love you. Dưới góc độ là kiểu một cái người biết xem thôi, còn thật sự là thằng Bách nó chỉ công nhận khi đó là một tuyển thủ nói lên ý kiến đó, và đó là những tuyển thủ não rất là to, thật sự đó là Proi, Daim, Toto đó, chứ còn nó không công nhận mình. Cái đấy đương nhiên, bởi vì là mình cái đấy mình có thể thông cảm được, nhưng mình nói thật là nó cãi quả đầu tiên, nó cãi hơi bị mất lý trí một tí, tức là nó không nhìn rõ được cái vấn đề là team nó lợi được những thế nào, là mình thấy hơi mất lý trí một tí, bởi vì nó lợi quá nhiều, team nó lợi quá nhiều luôn đấy. Thế còn quả cuối cùng này mình chỉ muốn phân tích nốt cái quả cuối cùng này một tí để còn nghỉ, đó là quả cuối cùng này thì ngon, đánh cái quả reaction nốt cái quả cuối cùng này của gấu thì là cái quả rất là hay, là cái quả băng vào rất là hay, và nó có một tình huống hài hước, mà đến bây giờ mình cũng không còn phải xem tình huống hài hước nữa, bởi vì là ngày hôm nay mình đã nghe quá nhiều cái câu chuyện hài hước rồi, mình đã bị kiểu hài hước nhập ở trong cả ngày hôm nay rồi, nên là mình cũng không cần xem nốt cái quả hài hước cuối cùng là cái quả mà gấu xin con bùa đã. Bởi vì thật sự là cái quả đấy cũng là một cái quả nó rất là hay và hài hước, nhưng mà đến bây giờ thì mình nghe đủ những câu chuyện hài hước đến từ mấy cái thằng đấy rồi. Thế nên là cái quả hài hước cuối cùng này thì nó là một quả highlight, và sau đó là cái quả mà kiểu flash, kiểu nhường bố tất, kiểu đúng kiểu nhường bố tất, bây giờ bố mà dỗi thì thà nhường bố hết còn hơn. Ui, châu ấm nhỉ, anh ơi, ui anh giấu châu ấm nhỉ. Ui, không phải đấy, thằng gấu nó quẩy như thế này mà nó cầm con dê nào phun đồ mà nó cứ bảo là không làm gì được. Để châu thưởng cho anh em vào luôn nhá. Châu thật đấy. Ok anh ơi, ATI ơi. Ok anh ơi. Quả nhảy. Anh tốt. Sinh sản không cần người. Để chung không cần người nhá. Nhưng mà game này lại cần anh gấu. Game này cần anh gấu. Cả team định luôn. Cuộc đời chưa bao giờ mình gặp một cái thằng mẹ phải đánh lên top nào. Cầm con bài Emily đánh lên top nào mà mẹ chỉ xin một con bùa thôi mà cả team định. Ngoài thằng Bách ra nó không còn quan tâm nữa rồi. Thằng Bách là thằng duy nhất không quan tâm, còn lại cả team ngồi thì mẹ của anh tớt. Trứng rán không cần mỡ, bắp không cần bơ, nhưng mà của anh tớt. Cả team định, thề, cả team định. Cắt hết đoạn này nhá anh, em nhớ thật là. Xem cái số mic check này thì đúng là thề ngày hôm nay xem cái số vít check này, tao cũng nói thật là nhiều thằng sẽ muốn xem lại, nhưng mà cãi nhau một cái đoạn cãi nhau mà tao thề xem đến nỗi bây giờ tôi xem cái đoạn này tôi còn không thấy buồn cười nữa, anh em hiểu vấn đề rồi đấy, là nó không còn thể buồn cười được nữa. Tôi ngày hôm nay tôi hẹn Huy Popper là 11:15 đến 11:30 là đánh rank. Nhưng mà đến bây giờ tôi vẫn không vào đánh được, là anh em hiểu là vấn đề tại sao đấy. Vấn đề là tại vì nó có cái câu chuyện nó kiểu thề, nó cục xúc quá thật sự ấy. Nó ngoài trí tưởng tượng của tôi, là không ngờ là tuyển thủ mà nó cãi khủng khiếp được như vậy. Thề, nói chung là nói chuyện với tuyển thủ mà còn sợ hơn cả vậy, nói chuyện với mấy thằng họa bi nhà tôi. Tôi chưa bao giờ tôi nghĩ là ngày hôm nay tôi nói chuyện nó lại phải
kiểu cục xúc như vậy, nó lại phải kiểu khô máu đến như vậy với chúng nó luôn. Thề, không bao giờ nghĩ là nó lại khô máu đến như vậy. Bây giờ thì chắc chắn là phải ngồi chơi game với Huy Popper tí rồi. Để xem vào Huy Popper có còn chơi game không. Để xem Huy Popper có còn chơi game không. Úp YouTube. Một đoạn Big Check rất hay. Và cảm ơn những người anh em đến từ Flat và IGP đã khiến cho đoạn Big Check này nó còn hay gấp 10 lần. Độ giải trí cao gấp 10 lần. Alo Huy Popper. Đi vậy. Có khi lúc nãy phải hỏi cả thằng, có lẽ khi lúc nãy phải hỏi cả thằng Huy xem là thằng Huy nó có mẹ nó đưa ra nhận định gì không, là quả đấy đánh được hay không đánh được nữa thì mới hay. Thề quả đấy mà hỏi Huy nữa, Huy bảo đánh được anh ơi, tức là đéo đánh được, thì anh em đỡ phải cãi nhau, đi về đi ngủ luôn, đỡ phải cãi nhau. Đi về vào cãi cọ và đít cò, thấy rùa đang cãi cọ loạn VL. Trời em ơi. Huy Popper bảo vào thấy rùa. Cho anh xin một slot là anh đánh tinh anh cao thủ không? Đánh tinh anh cao thủ không? Thì hôm nay nghe đúng là mẹ một câu chuyện mẹ đúng kiểu ngồi chỉ ngồi cười thôi. Tôi không thể tin nổi thằng Bách nó lại có thể cãi khỏe và nó cãi dai và nó... Nhưng mà thằng Bách nó còn nhận, thằng rùa nó cãi khỏe, dai và đéo nhận. Nhất quyết đéo nhận, chấp hết. Một mình rùa chấp hết. Đúng là một người có tư duy cao nó phải khẳng định bản thân nó phải như vậy. Đến giờ ăn xin rồi. Ây trời, ấy là trời ơi, ông đi qua và đi lại cho con xin một like, một share, một follow và fanpage Tùng Họa Mi bình luận viên Thanh Tùng có đội ơn ông bà rồi, ấy là trời ơi. Đấy, xin nó phải như vậy.